Mỗi sáng trong thế giới tự nhiên, một con linh dương Gazen thức dậy. Đối với con linh dương Gazen đó, cũng như những con linh dương khác, nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất. Nếu không, nó sẽ bị giết và ăn thịt. Mỗi buổi sáng, con sư tử thức dậy. Với nó cũng có một điều chắc chắn. Ngày hôm nay và những ngày khác, nó phải chạy nhanh hơn con linh dương Gazen chậm nhất. Dù số phận đặt tên cho chúng là linh dương Gazen hay sư tử, thì không có sự khác biệt nào cả. Chúng cần biết rằng khi mặt trời mọc, chúng phải chạy và phải chạy nhanh hơn ngày hôm trước. Trong suốt ngày hôm đó, nếu không chúng sẽ chết. Các loài động vật đều phải chạy trong cuộc đua giành sự sống. Loài vật này xuất hiện từ các đầm lầy nguyên sinh rộng lớn hơn 300 triệu năm trước. Chúng là những động vật máu lạnh nhưng đã sống sót qua hàng trăm kỷ băng hà. Một số có bộ hàm khỏe như khủng long bạo chúa T-Rex, số khác có lớp lá chắn khổng lồ, một số nhỏ bé và nhanh nhẹn, số khác lại có thân dài và hoạt động đầy bí mật. Tất cả đều là những nhà vô địch nổi bật trong cuộc đua sinh tồn của loài bò sát. Bò sát xuất hiện ở mọi lục địa trên trái đất. Khi các mảng lục địa thời tiền sử dịch chuyển trên khắp hành tinh, các loài bò sát đã tiến hóa để thích nghi, cho đến khi chúng trở thành những sinh vật to lớn nhất từng di chuyển trên trái đất. Khủng long. Những con thằn lằn sấm này đã cai trị trái đất trong hơn 160 triệu năm, rồi đột nhiên chúng biến mất. Có thể chúng bị xóa sổ bởi một thiên thạch khổng lồ. Như những con bò sát nhỏ hơn đã sống sót, chúng đã sinh sống ở mọi hệ sinh thái, chỉ trừ ở Nam Cực. Từ vùng sông nước và đại dương, tới những tảng đá và khe nứt của sa mạc khô cằn. Chúng rình rập con mồi trong im lặng qua những khu rừng tối tăm. Ở nhiều khu vực, chúng là vua của nơi chúng cư trú. Chúng có máu lạnh và cái đầu nóng. Bò sát là những chiến binh với áo giáp sắt trong cuộc đua giành sự sống. Một trong những loài bò sát thú vị nhất trong hơn 5.000 loài khác nhau. Nhiều loài sống trong những bãi cỏ và rừng cây. Nhưng đa số sống ở những nơi có nhiều nắng với khí hậu nóng và khô. Thằn lằn. Loài sinh vật đa dạng này có thể là những con rồng 2,5 m, nhưng cũng có thể chỉ là những con tắc kè nhỏ bé 2 cm. Một số loài thằn lằn có lớp vảy sừng và tự vệ bằng cách phun máu ra từ mắt. Những loài khác sống trên sa mạc có lưỡi màu xanh và một số ít có vết cắn mang theo nọc độc chết người. Nhưng tập hợp những loài thằn lằn kỳ lạ nhất nằm ở lục địa khô cằn nhất trên trái đất. Một nơi với những con chim khổng lồ không biết bay và động vật ăn cỏ nhảy không ngừng. Châu Úc. Thằn lằn quỷ gai. Chúng thu thập xương đọng trên da và đưa vào miệng. Con thằn lằn này trông có vẻ đáng sợ nhưng chỉ dài có 20 cm. Kiểu đi điên rồ này đang làm kẻ săn mồi bối rối. Con đại bàng đuôi nhọn không thể quyết định được liệu kia có phải là một bữa ăn ngon lành hay nó chỉ là một mảnh vỏ cây đang bay trong gió. Lần này, con thằn lằn quỷ gai đã sống sót. Thằn lằn quỷ gai có thể thu đầu lại để kẻ thù chỉ thấy một cơ thể với đầy gai nhọn.
Con kỳ đà khổng lồ này đã thay đổi ý định. Kiếm một bữa ăn ngon lành ở đây có lẽ là một nhiệm vụ khó khăn, trừ khi nó ăn loài động vật duy nhất sống ở đây với số lượng hàng triệu con. Con vật này có thể ăn tới 45 con kiến mỗi phút, và trong một bữa ăn, nó có thể ăn tới hơn 2.000 con. Cuộc đua sinh tồn của thằn lằn quỷ gai thiên về việc chờ đợi. Nó chờ. Đàn kiến đi qua. Nó sẽ ăn. Đối với loài kiến, đây là sự phục kích nghiệt ngã của cuộc sống. Và điều quan trọng là giữ được số lượng. Hàng nghìn con kiến sẽ bị ăn, nhưng trong tổ có hàng chục nghìn quả trứng. Từng con kiến đơn lẻ có thể sẽ chết, nhưng quần thể kiến sẽ sống sót. Một trong những loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới đang ẩn nấp ở vùng hẻo lánh xa xôi của nước Úc. Kỳ đà khổng lồ Parenti, một con thằn lằn khổng lồ. Nơi sinh sống của nó trải dài trên những cồn cát rộng lớn và những đồng bằng bên trong sa mạc. Vết cắn của nó có nọc độc và cái lưỡi chẻ đôi giúp nó nếm được mùi của con mồi. Nó dài gần 2,5 mét với cổ thon và bộ móng vuốt mạnh mẽ. Nó có thể trèo cây và xé toang những tổ mối. Đầu tiên là một chút giải khát trước bữa tối. Nước là thứ quý giá ở nơi này. Sau khi được tiếp nước, kỳ đà khổng lồ Parenti đã sẵn sàng cho cuộc săn mồi. Con rắn vua nâu, một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới và cũng là một trong những loài dài nhất với độ dài gần 2,5 mét. Kỳ đà khổng lồ đã phát hiện ra con rắn. Nó tiếp cận một cách thận trọng. Rắn nâu tạo ra lượng nọc độc lớn, vì thế chúng có thể giết chết cả những động vật to lớn. Kỳ đà khổng lồ sẽ phải tóm lấy con rắn từ phía sau để tránh bị cắn. Nó hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Kỳ đà khổng lồ và rắn vua nâu là hai đối thủ ngang tầm. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Kỳ đà khổng lồ có vết cắn mạnh và hàm răng cong ngược vào trong. Nó truyền một loại độc tố vào con rắn. Nhưng con rắn kháng cự quyết liệt, sử dụng chiều dài cơ thể để tạo ra những lực đẩy mạnh. Kỳ đà khổng lồ đã kiệt sức. Hôm nay nó đã thua trong cuộc chiến sinh tồn. Những điều thú vị nhất của thế giới thằn lằn nằm ẩn chứa trong các khu rừng mưa ở châu Phi, Ấn Độ và Madagascar. Những sinh vật này có đủ sắc cầu vồng để biến đổi phù hợp với môi trường nhiệt đới xung quanh, tắc kè hoa. Chúng đã tách khỏi những loài thằn lằn khác từ hơn 60 triệu năm về trước, khi hầu hết các loài thằn lằn thông thường đã tiến hóa để sống ở những nơi khô nóng. Tắc kè hoa đã rời khỏi vùng sa mạc. Chúng tham gia cuộc đua sinh tồn ở một nơi rất khác trên thế giới. Sâu trong các khu rừng, nếu để ý kỹ, bạn sẽ tìm ra tắc kè hoa. Kẻ săn mồi cũng phát hiện ra nó. Giống những con tắc kè hoa khác, nó có thể đảo hai mắt riêng biệt. Và nó có thật nhiều màu sắc. Tắc kè hoa có thể thay đổi màu sắc cơ thể nhờ sử dụng các tế bào sắc tố dưới da. Khi nó bình tĩnh, các tế bào sắc tố tập trung lại, phản chiếu ánh sáng màu xanh lá và xanh lam. Nhưng khi có báo động, các tế bào sắc tố giãn ra, màu da sẽ chuyển sang màu vàng, cam và cuối cùng là đỏ. Mặc dù có vẻ ngoài hài hước, tắc kè hoa sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ lãnh thổ. Còn tắc kè hoa Namaqua này đang rình rập để giành chiến thắng trong cuộc đua sinh tồn. Tắc kè hoa di chuyển chậm chạp, nhưng lưỡi của nó thì không. Chiếc lưỡi đáng kinh ngạc này giống như một thứ vũ khí siêu mạnh của tắc kè hoa. Đó là bí quyết để tắc kè hoa giành được chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn. Một con châu chấu đang vui vẻ thưởng thức bông hoa Protea. Một con tắc kè hoa lùn khép cũng đang tìm kiếm đồ ăn. Châu chấu hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của tắc kè hoa.
Các kẻ hoa sử dụng vũ khí của mình. Con châu chấu không có cơ hội nào. Lưới các kẻ hoa hoạt động giống như một chiếc máy phóng, bắn ra với tốc độ hơn 400 mét mỗi giây. Lên cao hơn ở lục địa châu Phi, trong những khu rừng Botswana là nơi sinh sống của tắc kè hoa cổ gập. Nó đang tìm kiếm bữa ăn. Nó đang sử dụng một siêu năng lực khác của loài tắc kè hoa, di chuyển hai bên mắt độc lập với nhau. Thậm chí, nó còn có thể tập trung riêng vào từng bên mắt. Tắc kè hoa giống như loài khỉ của thế giới bò sát. Chúng thích nghi hoàn hảo với việc leo trèo cây với những ngón chân đối xứng và một cái đuôi có thể xử lý những kẻ đeo bám. Nó trông giống như một cuộn lò xo nhưng hoạt động giống như đôi chân thứ năm mở ra để treo mình trên cành cây. Tắc kè hoa là loài vật rất khác biệt trong các loài tàn lằn. Nhưng chúng đã phát triển toàn bộ cơ thể để có thể leo trèo rình mồi và đặt bẫy con mồi một cách hiệu quả. Và nhờ thế, chúng là siêu anh hùng trong cuộc đua sinh tồn của thế giới bò sát. Vua của tất cả những loài bò sát sống ở châu Phi, châu Mỹ và châu Úc. Nó chiến thắng cuộc đua sinh tồn nhờ kích thước và sức mạnh. Nó không có bất kỳ kẻ thù nào trong tự nhiên. Nó là kẻ săn mồi đỉnh cao, cá sấu. Cá sấu là loài khủng long lớn nhất còn sót lại. Nó có thể phát triển lên tới 7 mét, sống được 100 năm. Chỉ riêng ở Úc, 4 hoặc 5 người bị tấn công bởi những con quái vật này mỗi năm. Người dân địa phương gọi chúng là hung thần nước mặn, để phân biệt với họ hàng ở nước ngọt có kích cỡ nhỏ bé hơn của chúng. Cá sấu nước ngọt hầu hết vô hại với con người. Cá sấu nước mặn thì không. Cá sấu nước mặn sống ở sông và đầm lầy, vùng nhiệt đới của Úc và Đông Nam Á. Chúng cũng sống ở đại dương và trên những bãi biển. Cá sấu thường tấn công từ dưới mặt nước. Chúng phát hiện con mồi trên mặt nước, sau đó lặn xuống. Một loài cá sấu khổng lồ khác sống ở bên kia Ấn Độ Dương. Châu Phi, nơi cư trú của những động vật ăn cỏ khổng lồ, nơi có những con sông dài rộng và cá sấu sông Nin. Con cá sấu được trưởng thành này đang chuẩn bị tham gia bữa tiệc hàng năm. Đó là khi linh dương đầu bò di cư phải vượt qua sông Mara. Nó chuẩn bị cho cuộc phục kích. Linh dương đầu bò đã cảnh giác. Cá sấu tấn công. Không có cơ hội trốn thoát nào. Vết cắn của cá sấu là vết cắn mạnh nhất từng đo được. Với lực 16.000 Newton, cá sấu cắn xuống với lực gấp 20 lần khi con người ăn bít tết. Cách vặn mình quen thuộc của cá sấu giúp nó xé xác phần thịt của con mồi. Còn linh dương non đã thua trong cuộc đua sinh tồn chóng vánh này. Và con quái vật hùng mạnh của sông Mara đã chiến thắng. Bây giờ, nó đã có đủ thức ăn cho 6 tháng tới trước khi phải tìm con mồi mới. Và tới lúc đó, linh dương đầu bò sẽ quay trở lại. Hơn 100 triệu năm về trước, một nhóm bò sát đã có bước lùi điên rồ. Chúng phát triển cơ thể thon dài và từ bỏ hết các chi. Và điều đó lại có tác dụng. Chúng đã tham gia cuộc đua sinh tồn bằng cách trườn đi. Đó là loài rắn. Cơ thể của chúng rất nhỏ, hầu hết chỉ đủ chỗ cho một lá phổi hoạt động. Một phần tư các loài rắn có nọc độc. Nọc độc được sử dụng để phòng thủ cũng như để săn mồi. Một số có hệ thống cảnh báo kẻ thù phải lùi lại. Những con rắn không có nọc độc giết chết con mồi bằng cách siết chặt. Tất cả các loài rắn đều dựa vào việc phục kích để bắt được con mồi.
Chúng sử dụng lưỡi chẻ đôi để ngửi mùi không khí trong không gian ba chiều. Rắn thích ẩn nấp để giữ an toàn cho bản thân và gây bất ngờ cho con mồi. Chúng cần được ngụy trang hoàn hảo và di chuyển nhanh. Con chăn kim cương này đang lên kế hoạch bất ngờ cho con mồi từ phía trên. Gà Tây không hay biết con rắn ở trên đó. Đây là cách sử dụng nọc độc tiêu biểu trong cộng đồng loài rắn. Con rắn phun nọc độc chết chóc thẳng vào mắt của nạn nhân. Ở cách xa vùng đất của rắn hổ mang là một hòn đảo rộng lớn của chăn, rắn Taipan nội địa và rắn vua nâu, nước Úc. Rắn Taipan là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Chúng sống trên khắp nước Úc, từ sa mạc tới đồng cỏ và rừng khô. Con rắn được trưởng thành này có thể đánh hơi từ khoảng cách xa. Một thứ gì đó ngon lành. Nó đang hy vọng đó là một động vật có vú nhỏ bé. Nó có thể thấy những gì mình đang tìm kiếm. Con rắn tiến thẳng đến mục tiêu. Một đôi chuột sa mạc. Chúng đã bị dồn vào góc tường. Chúng sẽ cần phải di chuyển rất nhanh để trốn thoát. Vết cắn thứ hai. Nọc độc đang phát huy tác dụng, làm tê liệt các cơ của con chuột sa mạc đen đủi. Rắn Taipan nội địa có nọc độc cực mạnh và tấn công rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, nọc độc đã tấn công tới cơ hoành của chuột và nạn nhân của rắn đã không thể thở được nữa. Gần như đã an toàn để ăn con chuột, ngày hôm nay rắn Taipan nội địa đã chiến thắng trong cuộc đua giành sự sống. Rắn Taipan bây giờ sẽ nghỉ ngơi để tiêu hóa bữa ăn. Ngay cả những con rắn với nọc độc cực mạnh cũng phải chiến đấu mỗi ngày để giành chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn. Rắn Taipan nội địa đẻ trứng vào mùa xuân. Trứng cần được đặt ở nơi có đất ẩm để cung cấp thêm độ ẩm cho phôi phát triển. Sau 8 tuần, rắn con bắt đầu nở. Rắn Taipan nội địa vừa sinh ra đã sẵn sàng để tham gia cuộc chiến sinh tồn của chính mình. Chúng có đầy đủ các bộ phận và được trang bị nọc độc đầy đủ. Rắn con sẽ phát triển dài tới 2,5 mét. Những con rắn nhỏ này có thể có nọc độc, nhưng chúng cũng rất dễ bị tấn công. Ngay cả sau khi rắn Taipan nội địa đạt đến chiều dài tối đa, chúng vẫn có thể trở thành bữa ăn cho một con vật lớn hơn, như rắn vua nâu. Lần này, nọc độc của nó không thể giúp gì được, bởi rắn vua nâu miễn nhiễm với nọc độc của những loài rắn khác. Rắn Taipan nội địa đang chiến đấu để sống sót dù gặp bất lợi. Đây là một cuộc đua sinh tồn đầy độc tố. Con rắn Taipan nội địa đã thua trong cuộc đua này. Nó còn dễ nuốt hơn nhiều so với một con chuột, nhưng vẫn tốn một khoảng thời gian dài. Tất cả cơ ở phần dưới cơ thể con rắn đang hoạt động để kéo bữa ăn vào dạ dày. Sau một thời gian dài vật lộn, con rắn vua nâu đã có thể thư giãn và tận hưởng bữa ăn. Nước Úc nổi tiếng với nhiều thứ hơn chỉ là sa mạc. Đây là nơi có dạng san hô khổng lồ Great Barrier Reef, nơi hoàn hảo cho một loài bò sát to lớn khác. Đó là loài rùa. Đối với một số trong những sinh vật to lớn hiền lành này, cuộc đua sinh tồn có thể sẽ kết thúc với toàn bộ giống loài bởi chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chúng đã sống sót trên hành tinh này trong hơn 150 triệu năm. Rùa là những sinh vật hiền lành, nhưng không phải con này.
Đây là một con rùa cá sấu và nó đang đói. Vì thế, nó đang đi tìm cá. Và để làm mồi nhử, nó sử dụng phần kỳ lạ gắn vào cuối lưỡi. Con cá nhỏ này cũng vừa thưởng thức bữa ăn. Con cá không hề biết gì về việc mình sẽ thua cuộc đua sinh tồn ngày hôm nay. Rùa cá sấu nhai con mồi đầy thỏa mãn. Hầu hết các loài rùa biển là loài ăn thịt. Thức ăn ưa thích của chúng thường khá dễ bắt. Sứa. Những con vật kỳ lạ này phần lớn được tạo ra từ nước. Vì thế, rùa sẽ cần một lượng sứa rất lớn nếu chúng muốn có đủ chất dinh dưỡng. Dạn san hô Great Barrier là rừng nhiệt đới Amazon của thế giới dưới biển. Ở đây, hàng triệu thực vật và động vật chiến đấu để sinh tồn mỗi ngày. Đây là một địa điểm quen thuộc của rùa biển xanh. Con rùa biển xanh này đang một mình tìm kiếm bữa ăn ngon lành. Nó là loài rùa duy nhất chỉ ăn thực vật. Nó thích ăn tảo và rong biển mọc trên dạng san hô. Nó phải chú ý đến cá mập. Nhưng ngày nay, kẻ thù chính của nó là con người. Nó đã tìm thấy một nơi có nhiều thức ăn tốt. Với việc ăn phần thực vật, rùa biển xanh giúp ánh sáng mặt trời chiếu qua, một thứ cần thiết cho san hô phát triển. Rùa biển xanh có thể đi hàng nghìn km mỗi năm. Trên đường đi, nó ăn trên các dạng san hô. Vì thế, rùa biển xanh và dạng san hô cùng nhau chạy cuộc đua giành sự sống. Rùa trở lại bờ biển nơi chúng được sinh ra khi đến lúc đẻ trứng. Đó là một chặng đường dài và mệt mỏi. Sau đó, bước khó nhất, rùa trưởng thành không được trang bị tốt để di chuyển trên đất liền. Con rùa biển xanh cái này đang mang khoảng 150 quả trứng. Nó phải tìm một nơi an toàn để đẻ trứng. Khi chọn được vị trí chính xác, nó sẽ từ từ đào một cái hố sâu trên cát. Đây là công việc khó khăn và thường được thực hiện vào ban đêm mát mẻ. Khi rùa đẻ trứng, một lớp cát mới sẽ giữ mát và che phủ cho lớp trứng. Vỏ trứng mềm và dai nên không bị hư hại khi rơi xuống hố. Rùa mẹ sẽ sớm quay trở lại đại dương. Nó sẽ không bao giờ gặp rùa con. Khoảng 60 ngày sau, trứng đã sẵn sàng để nở. Bồ công nâu đã tới hòn đảo vì cơ hội này. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong cuộc đời của rùa. Những kẻ săn mồi từ khắp nơi đang tụ tập để săn rùa con mới nở. Kền kền đen thường ăn xác thối, nhưng đây là cơ hội quá tốt nên nó không thể bỏ lỡ. Những con rùa dũng cảm cố gắng tiến về phía đại dương. Theo bản năng, chúng đi theo ánh sáng phản chiếu từ mặt nước. Kền kền rất tập trung săn mồi. Chỉ chưa đến 10% rùa con sẽ đi được tới mặt nước. Cua cũng đi săn những miếng thịt nhỏ thơm ngon này, nhưng con rùa nhỏ quyết tâm sống sót. Khi sự an toàn tương đối của đại dương ngày càng gần, rùa nhận ra còn một kẻ săn mồi khác. Nếu chúng đứng im, sẽ rất khó để phát hiện chúng trên cát. Con rùa mới nở đã tới gần biển rồi. Nhiều anh chị em của nó đang bị tấn công. Cuộc đua sinh tồn của rùa thực sự như một cuộc đua nước rút hướng ra biển. Cuối cùng, nó cũng tới biển. Cuối cùng, nó cũng được tự do. Nhưng nó sẽ phải trốn tránh cá mập và những kẻ săn mồi dưới nước khác nếu nó muốn trở thành một trong số ít may mắn chiến thắng trong cuộc đua giành sự sống. Bò sát là loài thống trị các sinh vật trên trái đất trong hàng chục triệu năm. Những con vật
Những con vật khổng lồ thời tiền sử có thể đã chết, nhưng chúng đã để lại dấu ấn. Với những con rùa cổ đại, sự đa dạng của thằn lằn, bản năng sát thủ của rắn và sự uy nghi của cá sấu. Đây là những loài sống sót lâu dài nhất trong cuộc đua sinh tồn của bò sát.